Mỹ nhân Việt được hứa mừng tiền cưới khủng. Trường Giang chốt kèo 100 triệu với Thả Như. Thành Trung tặng 15 cây vàng nếu Lan Ngọc kết hôn. Sớm là anh sẽ đi tới 5 cây vàng. Em tình cảm tôi mừng hẳn 15 cây vàng luôn. Khả Như, Trường Giang từng cho biết anh sẽ mừng tiền cưới 100 triệu đồng. Cùng với đó, Danh Hài còn kim luôn các khâu bưng quả làm MC, tài trợ xe đưa dâu, đồ vest của chú rể. Nếu như Khả Như kết hôn, ông xã Nhã Phương Chốt Hạ khẳng định mọi thứ đang lo, khiến cho người hâm mộ phải ghen tị vì Khả Như có một ông anh vô cùng chất lượng. Cụ thể là vào tháng 2 năm 2021, Khả Như gây xôn xao dư luận khi chia sẻ trên trang cá nhân đoạn hội thoại giữa cô và Trường Giang nói chuyện với nhau. Theo đó, ông xã Nhã Phương cảm thấy sốt ruột khi các bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, nên mong muốn cô em nhanh chóng kết hôn và đưa ra những ưu đãi vô cùng hấp dẫn mà chỉ người đẹp mới có. Hơn nữa, diễn viên Khả Như cũng tiết lộ rằng nam Danh Hài thường xuyên hối cô lập gia đình, người đẹp chia sẻ: anh tôi nhắn nhủ độc mà muốn quỵ, ổng gặp là ổng nhai như nhai ngải, thấy không thấm ổng sêu ấp luôn rồi. Nhã Phương ơi, ổng hối lấy chồng mà không chỉ cách làm sao có bồ. Ninh Dương Lan Ngọc. Thành Trung từng khẳng định nếu Lan Ngọc cưới trong năm, anh sẽ tặng hẳn 15 cây vàng. Ngay lập tức, nữ diễn viên dặn dò khán giả là đừng bị nam MC đánh lừa. Tuy nhiên, anh chàng này nhấn mạnh thêm một lần nữa là mình sẽ đi vàng thật chứ không nói suông trước đàn em. Cụ thể, khi trò chuyện với Lan Ngọc, Thành Trung dành lời khen ngợi cho nhan sắc của đàn em. Đồng thời, anh bất ngờ tiết lộ diễn viên gái già lắm chiêu sắp kết hôn và đang phân vân không biết mời ai làm chủ hôn. Nghe vậy, người đẹp sinh năm 1990 lập tức thừa nhận, tất nhiên là mời anh Trung rồi, vì đỡ tốn tiền, tình cảm anh em mà. Tiếp lời, nam MC cho biết nếu làm chủ hôn cho đàn em, không những không lấy tiền cát xê mà anh còn đi tiền mừng. Khi nghe đến đây, Ninh Dương Lan Ngọc lập tức ra giá, nếu cưới sớm thì nam MC phải đi 5 cây vàng, thậm chí là 10 cây. Để đáp lại Ngọc nữ, Thành Trung cũng dõng dạc tuyên bố anh sẽ đi tiền mừng đám cưới hẳn 15 cây vàng hoặc 20 cây vàng. Thúy Ngân. Thúy Ngân cũng từng khoe tiền mừng cưới khủng từ dàn cast 7 nụ cười xuân. Cô nàng đăng hẳn một bài viết lên trang cá nhân, chốt kèo rằng Trường Giang là 100 triệu, Tiến Luật sẽ đi 50 triệu và Lam Tử Dạ cũng 50 triệu. Cụ thể về câu chuyện hài hước trên, nữ diễn viên tiết lộ rằng mấy anh chị trong nghề thấy mỹ nhân sinh năm 1991 vẫn còn độc thân, nên mọi người thúc giục tổ chức đám cưới. Đặc biệt trong một cuộc phỏng vấn, người đẹp cũng từng chia sẻ rằng Trường Giang là người anh mà Thúy Ngân rất kính trọng bởi vì anh luôn giúp đỡ cô trong công việc cũng như cuộc sống. Dù thương cho nữ diễn viên đến giờ vẫn lẻ bóng, nhưng dân tình vẫn không thể nhịn cười trước câu chuyện tiền mừng cưới của Thúy Ngân và nam Danh Hài. Theo khán giả nhận xét, Trường Giang như một người anh lớn trong VBiz nên luôn mong các em của mình tìm được hạnh phúc. Linh Ly. Lâm Khánh Chi từng tuyên bố sẽ đi phong bì 5.000 USD, tương đương với 100 triệu đồng, nếu Linh Ly cưới Minh Tuân là một MC đình đám trong giới LGBT, khiến cả hai đều phải đỏ mặt ngượng ngùng. Công chúa tiết lộ rằng, chị bật mí luôn là Minh Tuân mến em từ rất lâu rồi. Tình cảm từ fan hâm mộ đến tình yêu rất dễ, nên em nhớ về coi lại mối quan hệ này nha. Cụ thể, giọng ca Tạm Biệt Nhé làm khách mời tham gia chương trình Come Out sau phẫu thuật chuyển giới năm 2020. Thời điểm đó, dù chỉ mới làm con gái, nhưng cô nàng đã khiến Lâm Khánh Chi phải khen ngợi hết lời vì có nét dịu dàng và xinh đẹp. Chính vì vậy, công chúa đã ghép đôi Linny với nam MC Minh Tuân, người dẫn chương trình dành cho LGBT. Chuyện các sao Việt chọc ghẹo lẫn nhau không còn quá xa lạ với khán giả, đặc biệt những tên tuổi như Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Như hay Thúy Ngân thường xuyên là đối tượng bị cà khịa về chuyện chồng con. Dù vẫn chưa có thông tin gì về việc kết hôn, nhưng các mỹ nhân Việt đã được các đồng nghiệp chốt sẵn tiền mừng khủng. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.